Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, em đang ở cửa hàng đồ gốm này. Em thấy có cái bát tô này khá là tuyệt vời. Em quay cho mọi người xem là có ai muốn lấy cái em bát tô này thì liên hệ với em sẽ mua mọi người nha. Đấy, thì em quay họa tiết ở bên ngoài cho mọi người xem. Cái bát tô này khá là rộng luôn. Đây, bát tô này to lắm mọi người ạ. Họa tiết vẽ vàng rất là nhiều mọi người nhé. Cái bát tô này không chê vào đâu luôn mọi người. Mình chỉ chê mỗi cái bát này là nó không có triện hay là không có dấu gì thôi. Nhưng mà chuẩn 100% là của Nhật mọi người nhé. Hay, chút tổ ôi tới đây. Đấy, đây mọi người thấy chưa? Đấy, đây là mặt ngoài nhá. Bây giờ mình sẽ quay mặt trong cho mọi người xem. Đây, mặt trong nó đây. Đấy, mình quay mặt trong như này cho mọi người xem này. Cái tô này phải nói là không còn chỗ nào để chê đâu mọi người ạ. Họa tiết 100% là vẽ tay luôn mọi người nhá. Họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn. Đấy, đây mình nó ánh điện nó hơi chói, nó hơi khó mọi người ạ. Đấy, ở lòng trong cùng nó nhé mọi người nhé. Đấy, lòng trong cùng nó, còn trên thành nó đây. Để mình xoay cho mọi người xem. Đấy, thấy quá là tuyệt vời luôn. Anh Quý thấy cái tô này đẹp không? Anh đo hộ em cái mặt đấy. Đây mọi người, mặt của cái bát tô này là 39 mọi người nhé. 39,5 hay như là 40. Anh đo em chiều cao ấy. Đây mọi người nhá, chiều cao của nó là 16. Cái này khá là đẹp luôn. Quay lại cho mọi người xem một lượt nữa nhá. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, anh Quý xoay của em vậy. Quá là tuyệt vời, họa tiết không ăn gì. Quá là xứng đáng để mọi người sưu tầm mọi người ạ. Thôi được rồi, anh lật cái lật úp nó xuống em quay cho mọi người ạ. Đấy, đây mọi người. Nó không có triện, không có dấu gì cả mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Họa tiết quá là phê luôn. Đấy. Đấy, quay cho một lượt ở đây nữa. Đấy, họa tiết này. Mọi người ai mà muốn mua cái này thì cứ liên hệ với mình nhá. Mình sẽ xuống mình lấy về cho mọi người nhá. Thôi mình xin phép, xin chào tất cả mọi người nhé mọi người nhá. Rồi, bye bye mọi người.